nhận được thông tin một đối tượng ngáo đá trèo lên mái nhà tay cầm dao cua loạn xạ đồng thời lấy đá ném xuống người dân đi đường tại ấp Tân Phong xã Tân Lý Tây cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp cùng đội cảnh sát cơ động công an huyện Châu Thành nhanh chóng tiếp cận xử lý khống chế đối tượng trong lúc tiếp cận đối tượng thượng úy Nguyễn Văn Hùng cán bộ tổ cứu nạn đã bị ngã và chấn thương nặng được biết vào khoảng 6 giờ 10 phút ngày 31 tháng 7, đối tượng Trần Hoàng Thái, 28 tuổi, ngụ tại ấp Tây 1, xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang, biểu hiện ngáo đá, tay cầm dao tự treo lên mái nhà của hộ dân ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, la lối, gây rối và cầm đá ném xuống người đi đường. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Tiền Giang điều 3 xe chở phương tiện cứu nạn cứu hộ cùng 16 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp cảnh sát cơ động. Công an huyện Châu Thành nhanh chóng tiếp cận xử lý. Dù kêu gọi động viên, thuyết phục bỏ hung khí bước xuống nhưng đối tượng Thái không chấp hành, liên tục di chuyển trên mái nhà, cầm dao quơ loạn xạ. Được phân công thực hiện nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, cán bộ tổ cứu nạn cứu hộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Tiền Giang đã trèo qua một số nhà liền kề để tiếp cận đối tượng. Khi bò qua ngôi nhà mái tôn cũ, thượng úy Hùng ngã từ mái nhà có độ cao khoảng 4 mét xuống đất, gây chấn thương, phải chuyển bệnh viện trợ rẫy Thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Khi tiếp cận được đối tượng Thái, lực lượng công an khống chế, bắt giữ, đưa xuống đất an toàn, sau đó cùng gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần Tiền Giang. Được biết hiện tại sức khỏe của thượng úy Hùng đã dần ổn định và đang được các bác sĩ bệnh viện trợ rẫy tận tình chăm sóc.